Chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một cái câu clip blue khá là đơn giản, áp dụng cho cái hợp âm là 7. Hợp âm 7 là một hợp âm mà các bạn thấy là sử dụng trong nhạc blue rất nhiều. Và thông thường trong cái điểm hát bình thường á, các bạn cũng xài hợp âm 7, tức là thường hợp âm bậc 5 trước khi các bạn chuyển về hợp âm chủ. Mình ví dụ ở đây các bạn đến đô trưởng, các bạn đi qua la thứ pha trưởng gì đó, trước khi về hợp âm đô trưởng lại thì thường chúng ta đánh son 7 để các bạn quay về trưởng, nghe nó hút về, nghe đã hơn ha. Thì các bạn có thể xài cái cách này khi mà qua cái hợp âm 7 này, chúng ta đánh một cái câu blue để chúng ta quay về cái hợp âm âm trưởng ha. Thì hoặc là các bạn muốn đánh tiếp cái hợp âm 7 nghe cái mùi lạ ha. Thì cái câu này mình hướng dẫn các bạn trên một cái âm dài, thí dụ như là C7. Sau đó các bạn cùng thế tại, các bạn kéo xuống tí là dạ la 7, kéo xuống tí là dạ son 7, pha thằng thứ, hoặc là kéo lên là đô 7, rồi rê 7, các bạn đều đánh được ha. Lời hài như vậy ha. Thì chúng ta bắt đầu bằng, ở đây mình đánh cái C7 ha. Thì các bạn thấy ngay ngang chính nè, là nốt mi. Thì cái câu đầu tiên đó, chúng ta đánh cái chùm liên 4, chúng ta sẽ đánh nốt mi nè. Sau đó các bạn slide lên pha, và sau đó các bạn đánh nó pha thăng ở dưới 2 lần, tức là ngang 7 dưới này 2 lần, câu như thế này. Các bạn nghe lạ đúng không? Mình đánh nó 4 lần của cái chùm liên 4 này nha. Lại nha các bạn, thì các bạn làm sao quen để giữ cho nó đều bằng cách chúng ta đánh vô nốt này. Các bạn slide lên nghe cho rõ ha. Khá đơn giản không bạn, nếu bạn tập trên dây khác cũng tương tự ha. Chúng ta dưới son thì chúng ta đánh như chỗ này, nhưng mà la nha. Thì thường cái tay phải mình sẽ đánh cái nốt mi đánh xuống, các bạn slide lên xong thì các bạn đánh xuống luôn nốt thứ tư, thì bạn đánh lên, tức là một phím xuống slide, một phím xuống rồi mới đánh lên ha. Đơn giản không bạn? Rồi tiếp theo, thì này các bạn slide lên, ví dụ như mình đang dạy ở C7 chứ, các bạn slide lên ngay đô thăng này, các bạn slide lên rê, các bạn đánh ngay nó C ha, các bạn nghỉ một tí, rồi sau đó các bạn mới đánh ngay ngang số 7 đây, rồi sau đó tới ngang 10, thì ngang 10 này các bạn nhéo lên 1/4 thôi. Tức là thấy nó lên một tí, không phải nửa cung nha bạn. Nếu nửa cung các bạn là đánh tới nghe nó si giá. Nó này nhiều quá, chúng ta đánh ít thôi. Cái nốt này thì bạn thấy là nó tiếng nó si giá. Tức là bend lên một tí thôi ha. Đánh lại ha. Rồi. Nghe chỗ này các bạn đánh ngang chính nè. 10 nè, 11. Sau đó bạn đánh ngang 12 của dây rê, dây 9 của dây rê. Kết thúc chúng ta là ngay ngang 7 và cái ngang 8 của cái dây son, để đúng ngay cái nốt của cái hợp âm C7. Mình đánh lại từ đầu chậm nha các bạn. Thì thường các bạn đánh hợp âm 7 kiểu blue á. Đó, các bạn đánh cái hợp âm 7, đáng lẽ các bạn đánh trực tiếp vô trong là C7, thì bạn đánh giảm xuống nửa cung, các bạn slide lên. Nghe lạ đúng không? Thì cái câu này khi các bạn áp dụng vô, chúng ta đánh nhanh là nghe cũng rất thú vị ha. Thì với câu này các bạn giống như mình nói này, các bạn kéo xuống bất kỳ ngang nào mà đánh được. Chúng ta đứng thế tài 7. Ví dụ như bây giờ chúng ta đánh son thứ, ủa son 7 đi. Ngay chỗ này chúng ta bắt đầu tương tự vậy. Các
cũng rất đơn giản không bạn. Hy vọng là clip này cũng giúp ích cho bạn trong việc luyện tập thêm một cái chất liệu để cho cái học âm 7, cũng như có thêm một cái câu solo nhỏ nhỏ bỏ túi ha. Thì các bạn hãy nhớ like, share, comment, và nếu được hãy subscribe kênh Guitar for Freedom để có được những cái cập nhật của những clip mới nhất. Tại Amigo Guitar Shop của mình thì có bán guitar thùng, guitar điện, amply, phơ, phụ kiện đầy đủ các loại, nên các bạn nếu có nhu cầu có thể ghé thăm cái website của mình, đặt hàng bên mình là ship vào hàng toàn quốc nha các bạn. Ở những cái cây đàn cũng rất là chất lượng trong tầm giá rất tốt ha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye.